và tiếp theo là những trải nghiệm dịch vụ khác có tại khách sạn. Tại đây có xây dựng hồ bơi hiện đại, spa, phòng tập thể dục v.v. và nhiều loại dịch vụ hấp dẫn khác. Thật sự, đây là nơi nghỉ dưỡng kết hợp tuyệt vời cho nhiều khách du lịch khác nhau. Và đây là một trong các cơ sở dịch vụ tiện nghi mà tôi đã đề cập trước đó. Đối với những khách đi du lịch nhưng vẫn không quên tăng cường đảm bảo sức khỏe thì tìm đến đây rất nhiều. Tôi thật sự bất ngờ vì các thiết bị thể dục ở đây cực kỳ hiện đại và cao cấp. Bây giờ thì tôi đã hiểu sự khác nhau giữa khách sạn 1, 2 sao so với khách sạn 5 sao là gì rồi. Đối diện với phòng tập thể thao là hồ bơi trong nhà. Hồ bơi được xây dựng vừa rộng lại rất sạch sẽ, mang lại cảm giác rất tươi mát. Với thiết kế hồ bơi bên trong khiến cho Shangri-La China World Hotel thêm phần sang trọng. Bây giờ thì tôi chỉ muốn hòa mình vào dòng nước mát lạnh kia thôi. Là nước vừa trong vừa sạch như một tấm gương mới vừa được gội rửa sạch sẽ. Hiện tại là mùa để nghỉ mát, hoàn toàn có thể có những trải nghiệm thú vị tại nơi đây. Du lịch Trung Quốc không còn đáng lo ngại. Tâm trạng bây giờ cực kỳ sảng khoái. Mọi mệt mỏi sau một ngày như tan ra theo làn nước và tôi cảm thấy rất thoải mái. Sau khi đắm chìm trong làn nước mát lạnh, tôi nằm nghỉ và thư giãn đầu óc một chút. Hành trình du lịch Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày thứ hai. Bây giờ là buổi sáng ngày thứ hai trong chuyến hành trình du lịch Bắc Kinh. Tại Shangri-La China World Hotel có phục vụ bữa sáng buffet với rất nhiều món ăn đa dạng. Thức ăn tại đây được sáng tạo và làm ra với mục đích mang lại cảm giác hài lòng trong vị giác của thực khách lưu trú tại khách sạn. Những đầu bếp trong trang phục màu trắng nhìn rất tươm tất và chuyên nghiệp. Thức ăn được phục vụ mang lại cảm giác sang trọng và tinh tế như chính đẳng cấp của khách sạn.